Hà Tăng tự tin vén áo khoe eo thon và body cực nuột, đích thị là mỹ nhân càng tăng cân càng đẹp xuất sắc. Vốn được biết đến là ngọc nữ khi sở hữu nhan sắc thách thức thời gian, mỗi lần Hà Tăng khoe ảnh mới đều khiến người hâm mộ phải suýt xoa, khen mãi không thôi. Vừa qua, mẹ hai con tiết lộ đã tăng 5kg sau thời gian bị nhắc nhở là mình hạc xương mai, nhan sắc vì thế lại càng thăng hạng. Cho tới mới đây, thông qua trang cá nhân, Hà Tăng thêm một lần nữa khiến dân tình phải trầm trồ, bởi body quá nuột nà hậu tăng cân. Cô chia sẻ hình ảnh khi đang diện đồ tập, khéo léo vén áo khoe eo thon đáng ngưỡng mộ kèm dòng chú thích, getting ready for me chip, tạm dịch, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi của tôi. Hà Tăng lại khiến netizen trầm trồ bởi body nuột nà, vòng hai vẫn săn chắc và thon gọn hậu tăng 5kg. Có thể thấy, dù béo lên nhưng Hà Tăng vẫn không hề bị mất cân đối nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn. Rất nhiều người đã dành lời khen cho màn lột xác ngoạn mục lần này của Tăng Thanh Hà. Rõ ràng, khi tăng cân trông cô tràn đầy sức sống và khỏe đẹp hơn hẳn. Để sở hữu body trong mơ, Hà Tăng xây dựng cho mình một chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Nàng ngọc nữ chính là kiểu người càng tăng cân lại càng đẹp xuất sắc. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.